tụi con lấy được quyền trưởng rồi. Đi thôi ba mẹ. Tất cả là tại bọn chúng. Tấn công. Chúng ta phải tìm cách câu giờ cho Chớp Chớp và Sasha. Chúng ta bị bao vây rồi. Chỉ có thể là túi quân thần kỳ. Cho vào lò vi sóng, được sữa ấm nóng, thơm ngon mát lạnh, giải khát cực quân. Hạ nhiệt mùa hè, kem quân cực chất. Loài người, hãy khuất phục tiến sĩ đời ta, rồi ta sẽ tha cho. Tiến sĩ đời, xin ông đừng nhấn chìm thế giới này. Ồ, tắm tuốt đó dạ. Sao? Hô hô, nể tình ngươi là con nít, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi năn nỉ ta rồi nói ta đẹp trai, thông minh nhất thế giới. Ông rất là thông minh, nhưng ông vừa xấu vừa tàn ác mà. Ngay cả một đứa con nít cũng coi thường ta. Sống thần, hãy nhấn chìm trái đất này. Con thật là dũng cảm đó Tam Tuốt. Từ giờ mọi chuyện để ta lo liệu nha. Không thể nào. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Ta tưởng viên ngọc đại dương là mạnh nhất rồi. Tất cả là tại quyền trưởng đó. Quyền trưởng? Tại sao bây giờ các ngươi mới nói? Ta cũng chỉ mới biết thôi. Bọn chúng đã lén xuống đại dương để lấy quyền trưởng. Ta đoán chính quyền trưởng đã cản trở sức mạnh của viên ngọc. Nếu vậy thì ta sẽ mạnh hơn cả quyền trưởng. Hỡi tất cả các ngươi cho con người xả xuống biển. Hãy giúp sức cho ta đánh bại con người. Tám Tuốt, cô mau chạy đi, ta sắp hết cản được rồi. Dạ không, con sẽ giúp sức. Đã có chúng tôi đây. Ba, mẹ, anh hai. Tụi con giúp sức cho cha đây. Gia đình Quân siêu phàm mau uống sữa Quân túi thần kỳ để tiếp năng lượng cho đại dương. Yeah. Yeah.
Cứu! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi. Đây là việc mà chúng tôi phải làm mà. Chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn hòa bình giữa con người và thủy tộc. Cháu còn nhỏ nhưng lại rất dũng cảm. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ. Biển cả ô nhiễm hết rồi. Cậu đừng lo, Tám Tuốt có bảo bối Bình Quân Vô Cực sẽ dọn sạch biển nhanh chóng thôi. Cảm ơn Chép Chép nhiều lắm. Có dịp thì xuống thủy cung chơi với anh nha. Sa Sa chắc sẽ nhớ em nhiều lắm đó. Anh hai này, mình sẽ ghé và mang thật nhiều sữa túi Quân thần kỳ cho cậu. Biển như thế này thật là hiền hòa. Đúng vậy, chúng ta cần giữ môi trường biển sạch sẽ để biển không nổi giận. Con trai à, chúng ta vẫn sẽ gặp lại tiểu công chúa, đừng buồn con nha. Con không buồn thật mà. Mặt anh không thể che giấu được. Anh con bị ốm tương tư rồi. Cả nhà đừng có chọc con nữa mà. Hồi xưa papa cũng ngại như vậy đó. Mua ngay một thùng túi Quân thần kỳ, nhận liền tay combo bút Quân như ý. Nhánh tay sang quà nào các bạn ơi.